Các bạn, hôm nay chính đại giới thiệu các bạn về radio của Xiaomi có thể kết nối wifi. Đây là mặt trước của vỏ hộp. Tất cả các hộp của Xiaomi đều thiết kế bằng giấy, đều là hộp bằng giấy và bọc ni lông rất là đẹp, sang trọng. Mặt sau thì ghi thông số nhưng mà đa số đều là tiếng Hoa hết, có vài chữ tiếng Anh thôi. Ví dụ 5V mà ampere, màu trắng. Kết nối wifi có thể hỗ trợ được Android với iOS, Android 4.0 với iOS 7.0 trở lên. Rồi, bắt đầu phôi hộp. Phôi ra. Đó, bên trong các bạn là một cái lo hình trụ hình tròn. Lo hình tròn. Thông số. Đây là cái nút điều chỉnh chuyển bài, chữ mi, cắm điện. Vì cái radio này không có hỗ trợ pin dự pin trong máy nên bắt buộc phải cắm sạc là mới sử dụng được. Rất đẹp. Đây là hộp, hộp này chứa sạc cáp USB. Cáp USB của Xiaomi. Chỉ có cáp thôi, không có cốc sạc. Bắt buộc mình phải dùng cốc sạc của iPhone hay Samsung hay gì đó. Nguồn 1A trở lên, 2A vẫn được. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cáp, cắm cấp nguồn cho nó. Cấp nguồn xong nó sẽ hiện màu đỏ. Màu đỏ chớp tắt, màu xanh. Bây giờ mình sẽ chọn cái nút reset để cho nó chuyển qua chế độ kết nối đèn chớp tắt màu vàng mới kết nối được. 重启成功. Đó, nó chuyển chớp tắt đèn vàng rồi, lúc này mình có thể kết nối nó được. Bắt đầu mở iPhone lên, tiến hành mở chương trình Mi Home, chọn đúng cái thiết bị cần kết nối có chữ qua hình radio, bấm vô, chọn đèn vàng, đèn vàng chớp tắt, chọn net, bấm wifi của mình vô, bấm net tiếp, bắt đầu chuyển qua bên phần wifi để mà chọn cái wifi của radio, nhấp hai cái, qua setting, chọn wifi, đây, chọn vô. Kết nối bắt đầu kết nối wifi được rồi, chuyển qua lại chương trình. Đó, nó đang chạy. Sau khi nó chạy là cái đèn của cái thiết bị chuyển qua đèn xanh. Vẫn đang chờ kết nối. Đèn xanh nha mọi người, chúng em mua đèn vàng nha. Trừ khi nào đèn xanh đứng luôn mới là kết nối được. Vẫn đang chờ. 86, 87, 90. Kiểu này chắc kết nối không được quá. Rồi, nó báo như là kết nối không được. Connect fail, bắt buộc phải làm lại. Làm lại nha. Trước khi làm lại thì mình phải tắt mở lại thiết bị.
bắt đầu kết nối lại. Nhưng mà hiện tại nó đang vẫn đang chớp đèn xanh. Mình đang tiến hành kết nối lại nha. Nếu mà khi mà vậy là chưa kết nối lại được, tại vì hiện tại là thằng radio nó đang kết nối với cái wifi ở nhà mình, bắt buộc mình phải reset lại. Chuyển qua đèn vàng đứng ở đâu bắt đầu rút ra. Đó, đèn vàng chớp tắt lúc đó mình mới nhận được cái wifi của này, thấy chưa? Đó, đây là wifi của nó. Kết nối vô. Chuyển qua. Bây giờ đợi thôi. Đó. Chuyển qua đèn xanh chớp tắt. Khi nào mà đèn xanh đứng luôn thì mới là kết nối được. Vẫn phải đợi nha mọi người. Rồi, đèn xanh đứng rồi. Kết nối được. À, quan trọng phải chú ý đèn. Nó đang update thông tin vô. Cái này là nút cảm ứng, mình vuốt qua nó lớn. Mấy đăng đi bài xin khang rất là lớn nha. Nó chỉ tính xin là. Nằm tại nhìn khai lại hiện tại của mình cái hệ điện trạm hệ sử dụng vòng tại khai công, tham đề xuyên chỉ hay có ná xie khảo lư nữa. Cái cái hệ điện trạm cái xuyên chỉ à đều kinh qua nghiêm ngặt nhận chứng à, hiện tại của mình chỉ có nhấn vô là đứng lại. Hiện tại đây là cái radio của Sảo Mì, thiết kế dành riêng cho thị trường nội địa nên đa số tất cả các kênh đều là từ Trung Quốc, không có kênh Việt Nam. Nên theo mình nghĩ cái này chỉ dùng đặc biệt cho những người nào biết tiếng Hoa thôi. Ngoài ra ý sinh độ cao đạt 80%, ta cái độ là đi ngoài mà đi làm mồi, ta bản thân không có sử dụng và thiên nhiên khí, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong khi dựa vào ngoài bộ để cung điện cũng là không an toàn. Như trước đây, cái này Hồ Nam, Quảng Châu một xuất hiện là bình độ, cái cao áp dây có cái đứt rồi, có cái hỏng rồi, nó cũng có vấn đề. Vì vậy, tôi nghĩ rằng khó bảo đảm dùng được an toàn. Chưa kết nối được, chưa kết nối được với cái mạng của bên Trung Quốc. Nên cái hệ điện nên nói tương đối ổn định và tương đối an toàn của một cái năng lượng sử dụng. Chúng ta lại xem các bạn hữu của mình đề vấn. Thiên Á Vọng Quốc tại bản Vọng Cục nói, "Tôi với năng lượng, khi nào cái hệ năng có thể ứng dụng vào sinh hoạt lĩnh vực này?" Vọng Cục. Hệ năng hiện tại đã ứng dụng vào sinh hoạt lĩnh vực rồi. Hiện tại, như chúng ta dùng điện, đó là hệ điện sản xuất ra điện, phải không? Vì hiện tại chúng ta 这个在医院当中接受这种检查，这个他找一个定位，他都跟这个有关系，接受一些检查。定位mới nhất. Hiện tại thì mình chưa kết nối được với cái mạng radio bên Trung Quốc. Khi nào mình kết nối được thì bắt đầu tiến hành mình tìm kênh của nó để mình phát để mình nghe.